Phương Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác kính mến. Hiện tại Phương Nguyễn đang có mặt ở dưới Phước Long, Cần Giuộc, Long An và cô bác. Bữa nay thì Phương Nguyễn cùng với vợ Phong thu xếp đi xuống thăm em Thí Hằng là 35 tuổi, thì em mắc căn bệnh là u xơ tử cung. Nhưng mà cái bụng em bây giờ nó rất là bự ông bà cô bác, tới 6-7kg rồi. Trong ngày trước thì Phương Nguyễn cũng trực tiếp đi với em Thí Hằng tới bệnh viện ung bú cơ sở 2 để khám. Thì nói chung là bú nó bự lên rất là nhiều, nhưng mà không có di căn, không qua mà ung thư giống như là giai đoạn mà nguy hiểm ông bà cô bác. Trong khi đó là lúc trước á, thì bác sĩ nói là hồi đó là sức khỏe em cũng có mà để mổ, nên là hiện tại bây giờ sức khỏe kém hơn nữa thì chắc chắn là không thể nào mổ được ông bà cô bác. Thì ở đây là những cái phần thuốc mà của những cô chú mà xem chương trình. Cũng có cô Huệ là cũng có ngoài Hà Nội có gửi một cái bọc thuốc đây với một cái người chú ở dưới Đồng Tháp nữa. Ở đây là chú Thanh ở Đồng Tháp cũng có gửi thuốc nữa bà cô bác. Thì đây là một cái hoàn cảnh cực kỳ đáng thương. Trong khi đó là có rất là nhiều cô chú mạnh thường quân là cũng quan tâm em Thí Hằng rất là nhiều. Thì Phong ở gần đây ông bà cô bác nên là rất là tiện, nếu mà có chuyện gì á, hoặc là có những phần quà như thế nào thì Phong cũng thu xếp để trao cho em. Thì xe tới nữa thôi Phong cũng tranh thủ để tránh vô mà cô bác. Em leo lên đi. Không bà cô bác. Dạ, cảm ơn chị. Chị thông cảm cho em nha. Đây ông bà cô bác cũng thương vợ chồng Phong Nguyễn, cho vợ chồng Phong Nguyễn xin một cái like, một cái đăng ký ủng hộ chia sẻ kênh nha. Để chúc ông bà nhiều sức khỏe luôn. Dạ, cũng chúc ông bà dồi dào sức khỏe bình an. Hồi vừa nói xíu ông bà cô bác. Chia sẻ ông bà cô bác là ba của em Thí Hằng nó là bị giống như là bị đảng trí không ạ? Ủa tới hả? Dạ, ông dạ cô. Cô đang cho Milu ăn hả? Đang cho con chó ăn hả cô? Dạ dạ. Dạ dạ. Hôm nay thấy tới mừng rồi nè, có mừng rồi nè. Cũng bỏ muối vô hả cô? Nay ăn với nước. Rồi, nay ăn với nước thịt. Rồi, chào cô, có chú nhà không cô? Ổng đi ra ngoài ổng tưới mấy gì bí vậy? Dạ, đang tưới bí hả? Chào em. Cho miếng đèn sáng sáng đi cô. Chào em, bữa nay có vợ anh xuống thăm em ha. Ngày tối hả? Vậy mời tiếp ngồi. Bữa anh nghe ảnh nói chị đi khám rồi. Chị khám sao rồi vậy? Kết quả thì nó vẫn tốt, nó họ kiểu như nó không có di căn ung thư. Dạ. Nó vẫn là u lành tính thì, nhưng mà các bộ phận các của cơ thể nó vẫn bình thường. Dạ. Em mừng là mừng vậy, nhưng mà còn cái dù mà chị bệnh về mổ thì bác sĩ vẫn không mổ. Hồi đó sức khỏe còn tốt hơn mình, ta không mổ thì nhà người ta cũng mổ luôn. Dạ. Hồi đó sao chị không có đi mổ cho nó ấy, để giờ nó yếu là mổ rồi. Tại vì hồi đó là bị tim nên bác sĩ không có mổ. Thì hiện giờ cũng vẫn là bệnh tim, nhưng mà làm như càng lâu rồi nó nặng hơn, nên giờ sức khỏe yếu lắm, bác sĩ không mổ. Chị tim chị hỏi là sao? Bị bẩm sinh hồi nhỏ nó có khuyết tật, nó có một cái ngách trong tim á. Giờ cái máu nó hòa lại về cái nó gây ra suy tim. Suy tim xong rồi cái nó làm tăng ở phổi động mạch lên á. Nó bị da máu. Nó suy tim nặng lắm. Hồi chú ngồi chút. Dạ, mình thấy cái bụng chị nó bự quá trời. Bự. Dạ. Có chú Thanh gửi thuốc cho chị, kêu chị dán uống vô. Nếu mà nó to, nó nổi lên. Dạ. Mỗi lần Phong Nguyễn ghi hình á thì em Thí Hằng cũng dán bụng lên, giống như là để cô bác là biết, để có những cái phương hướng nào đó điều trị cho em Thí Hằng ha. Dạ. Thì em là bị u sơ tử cung, chỉ mà bị tim bẩm sinh, chứ không phải là bệnh gan nha ông bà cô bác.
Đúng rồi, em cũng nói ha, cái bệnh án thì anh đã đọc qua vậy, nhưng mà em nói là cô bác biết ha. Dạ bà cô chú, con không có phải bệnh gan, con mới vừa đi khám về. Gan con thì nó vẫn tốt, nói chung là các bộ phận trong cái nội tạng thì nó vẫn tốt, nhưng mà vẫn bị u sơ. Nhưng mà khối u của con để lâu quá làm như nó bị chứa dịch nhiều nên nó rất là to, anh nhà nó to dữ lắm. À dạ. Em hỏi gì với em Thí Hằng thêm đi. Em thấy chị bụng bự, mang cái bụng bự này cũng nặng đó. Nặng dữ lắm, dạ. Nó khó. Kiểu như mấy mọi hoạt động của mình nó rất là khó, dạ. Nặng dữ lắm. Với là phần cái tim yếu nữa, nó không có sức. Dạ, giờ tối chị nằm ngủ được không vậy? Ngủ thì khi mà nó không có phù lên vậy, nó bình thường vậy thì nằm được. Mà phải gác hai cái gối hai bên vậy nè, chứ không có lăn qua. Cái này là chị nằm nghiêng qua. Nghiêng qua là phải có cái kiểu như có cái gối đỡ lên vậy nè, ừ. Chứ nghiêng xuống là nó nặng lắm, nghiêng không được. Thấy cái bụng gì nó cứng. Em dẫn anh vô xem cái chỗ ngủ em được không? Cứng. Ngủ như thế nào? Chị đi được không? Cha mẹ dẫn vô nha. Ừ. Con đi chậm rồi mới công. Ừ. Chứ bình thường em ngủ sao để cho mấy cô bác thấy. Được vậy? Đỡ đỡ chị nè. Con nằm ngủ như thế nào? Còn cái tay cũng cào ráo lên chứ bộ. Cái tay chị ốm quá trời. À chị ngủ ngoài đây ha. À, ngủ ngoài nè. Ngủ trong đây. Dạ buồn, để chứa đồ này kia không mà chứ không ngủ. Em thích ngủ ngoài đây nó thoáng hơn. Ở dưới đây cũng không có đèn đốt gì ha. À, có cái đèn bên đó. Đèn mà không có đốt. À. Đây nè, cái đèn nè. Có đèn này thôi không đốt. Không. Chùm lại luôn rồi. Chùm lại, còn cái đèn kia nữa nè. Cái đèn kia thì đốt. Còn sáng không? Cô mở thử coi còn hoạt động được không cô? À. Mở khi em ngủ là em phải để cái gối này bên nè. Dạ. Giờ bên đây là hai cái gối này nó nhỏ, phải để hai cái. Hai cái này nè. Để như vậy. Rồi khi lăn qua đó phải gác cái chân lên, nó dở lên, cái bụng nó đỡ. À, làm ngủ là đâu có nằm thẳng xuống ha? Dạ, không nằm thẳng được. Không, cái bụng chỉ là phải nằm nghiêng anh, chứ nằm, rồi, nằm thẳng lên cái nó đưa lên mệt lắm. À. Còn mỗi khi là nó phù là không ngủ được, ngồi sụ sáng đêm vậy đó. Nó phù lên rồi bắt đầu nó căng, cái bụng nó đau dữ lắm. Cái này là chỉ phải nằm nghiêng với mình, nếu mà làm mấy cái bụng nó không có. Mà nó đưa lên cao dữ lắm. Nên bữa đi xe cấp cứu anh ấy nằm không được, tại vì phải nghiêng qua mới được, còn vậy là ngồi dậy không được. Giờ khi ngồi dậy là bắt đầu chống cái tay lên cái giường này nè, giờ tay chống nè, cái chỏ đổi lên nên nó chai nè. Chứ không có tự được này được. Chị nó ốm quá trời luôn. Không, nó nhỏ hơn cưng nó kia, nó bằng em đi. Dạ không, con nhỏ. Dạ, con nhỏ hơn, nhỏ hơn chị. Không, kêu cũng em đi, kêu như Trúc Hồng này nè. Dạ thôi, ai lớn tuổi thì con kêu bằng chị thôi, chứ đâu có gì đâu. Kêu nó em gái đi. Cãi nó. Không, kêu bằng chị cũng được, tại lớn tuổi hơn giờ con mà. Dạ. Không sao. Ngủ là để em nằm rồi ngủ thương sao? Em nằm coi sao để những cô chú, nhất là bác Tấn á, với chị Oanh á thì cũng trời chỉ là... lên gì cũng khó nữa nè. Không không, để coi thực tế ngủ á. Thực tế ngủ như thế nào để bác Tấn giống như với chị Oanh để hỗ trợ em phần nào đó đó. Tại vì thấy em ngủ nếu mà khó khăn đó thì cái này nằm đây. Cái giường nâng á, nâng cái lưng á em. Nâng lên cao. Mà nâng lên xuống là để cho nó dễ á. Thế là em nằm xuống vậy, em phải nằm nghiêng vậy nè đó. Em nằm xuống vậy, giờ bắt đầu nè. Cái này là phải đẩy qua vậy nè đó. Là nó hóc cái bụng lên. À, đâu lúc nào cũng nằm nghiêng vậy chứ đâu có. Dạ, vậy thấy có lăn qua đây là nó nằm vậy. À, kê hai bên. Phải kê vậy. Chứ không có nằm mà thẳng lên được. Dạ không, nằm ngửa lên vậy là cái nó đưa lên vậy nè, nó bắt đầu tháo nổi nè, cái mạch nó phình phình lên nè. Dạ, anh hiểu. Giờ cái ngồi vậy nè, phải ngồi vậy nè. Chấn thì lên trước, bắt đầu cái đai này đưa lên vậy đó. Đã đời ha. Chứ em không có ngồi vậy được. Mà nay không có phù chân. Giờ khi mà nó phù chân cái bắt đầu cái chân không có chuyển động lên được, khó ngồi vậy đó. À, vậy là
Vậy là em nằm là nghiêng qua nghiêng lại thôi, chứ cái lưng em không có giống như thay gì nằm một góc giống như tựa vô cái bức tường vậy ha? Dạ. Chứ em không có nằm ngửa ra, tại vì ngửa cái bụng nó đưa lên vậy nè. Giống như cái... tại vì bác Tuấn anh với chị Quanh nó hỏi giống như là cái vấn đề giống như cái giường mà giống như cái ghế bố, em biết cái ghế bố phải không? Cái giường mình có cái đồ nó quay lên quay xuống á, thì nếu mà em nằm nghiêng qua nghiêng lại vậy chắc đâu có cần cái giường đó. Dạ. Phải không? Em chỉ nằm nghiêng qua nghiêng lại vậy. Như cái giường như mở trên xe cấp cứu là nằm không có được, tại không đúng có rồi. Cái được điểm tựa để ngồi dậy được. À, vậy là em chỉ nằm vậy thôi. Dạ. Tại vì nói chung á là bác Tuấn bên Mỹ thì bữa hỗ trợ có khi em nằm giống vậy thôi hả? Chứ ông bác Tuấn hôm bữa hỗ trợ em cái điện thoại đó với tiền á, thêm 10 triệu đó, thì với chị Quanh thì cũng nói là em bữa nào xuống á, coi anh coi ngủ nghe sao, coi nếu mà em nằm tựa vô cái lưng giống như một cái ghế bố vậy đó thì có thể là bác Tuấn với mà chị Quanh nó hỗ trợ cái phần đó, nhưng mà thấy thực tế vậy em không cần rồi. Dạ. Tại vì em ngồi vậy là phải có cái ấy chống lên vậy đó chứ. Tại vì nằm nghiêng cái quạt thì ngon quá nè. Cái quạt này là mua lâu lắm rồi đó, năm ngoái là em dễ em mua là 170 đó. Là sạc pin chứ nhiều khi á nó mệt cái tôi quạt hoài không. Bông đèn này giúp cuộc lâu quá không xài, để gắn cho có cũng hư luôn, lấy bịch mũ chùm lại đó. Không có, nó còn cháy. Còn cháy không? Tôi hà tiện cái cử mà tính ấy nó đó. Dạ. Đèn đốt qua cuộc giá vẫn câu điện rồi thôi, lên trên để cho nó mát em ha. Tối nằm đây cũng hầm dữ à. Dạ nó hầm dữ lắm. Giờ mới đòi cái quạt đó. Vậy chắc mình phải tháng mà có ba mấy 40 ngàn tiền điện không, mà có đốt có cái bóng đèn cana đi trên trước đây. Ở này bữa nay ăn uống chắc ngon lành ha, thì con xem thử con xin phép ha. Dạ. Hồi nãy tính ghé mua đó, gì cho mình lùa đặc sưởng nè. Nó đòi ăn vậy. Quay đây cho ông bà cô bác xem em. Đây là lạc xưởng với cơm. Cơm này chắc nấu hôm qua quá. Cơm nó nấu hồi trưa. Hồi trưa hả? Đây. Rồi canh bắp chuối. Canh đầu cá, khô đầu nấu cá. Nấu lại xương khô. Dạ. Đây là Phong chủ yếu là quay cuộc sống gia đình của mỗi hoàn cảnh. Coi những bữa ăn là như thế nào, sự mà quan tâm của Mạnh Thường Quân á. Coi bữa ăn nó tiến triển hay sao. Bữa đầu thì cũng nói chung là bữa ăn cũng hơi vất vả mà cô ấy. Nhưng bữa nay thấy cũng đỡ. Con đi từ từ lên trước. À, đi trước là em à, chủ yếu là quay để biết cuộc sống nha, chứ không phải là anh soi mối đồ ăn nha. Chú quan tâm vậy tôi cũng mang ơn dùng. Đây là cái bóng đèn cana mà xài gắn xài nhà trên nhà dưới luôn. Gắn vậy đang cho nó đi. Thôi em tới đường em đi. Bà em đang sắn đất ngoài hả? Dạ không. Sắn đất giờ chiều cũng giao tưới mấy gì bí đang có trái. À. Tối bữa anh nhảy xuống hảo đây. Bữa con gái còn nhảy đây hả? À. Mà đều nó nhảy cái khúc dưới. Dạ, nhảy khúc nào con? Nhảy cái khúc dưới đây. Ờ. Nhà con chó. Nhà con chó nó sủa mới phát hiện. Cô la con chó giúp. Em uống thuốc nam ha, cái này những lô thuốc cũng khá là đắt tiền á. Nhưng mà tình yêu thương của cô chú gửi cho em. Thì trong đây nó có cái hướng dẫn sử dụng với uống như thế nào á, thì trong đây đều có ha. Thì em xem mà uống, tại vì bác sĩ cũng khám em và nói đó, thì cái bú của em á thì nó cũng bự lên. Dạ. Nhưng mà nó không có giống như là không có bớt điều gì hết, nhưng mà cũng không có di căn qua ung thư. Dạ. Không có nguy hiểm. Thì em thấy thuốc đó là mình uống, nói chung là cũng biết là loại thuốc em đang uống là nó tốt, nhưng mà mình cũng phải uống những loại khác xem như thế nào cho nó có thể là nó trị được. Cách không cách nhau không sao nó, có thể mình đứng được mà em thấy nó tốt, nhưng mà uống lâu lắm rồi nhưng mà nó cũng không có đó, thì nó em không thấy có đó. Kết quả em uống biết bao lâu mà đâu có kết quả đâu. Thì ở đây cũng có thuốc của cô Huệ nè, cô Huệ xem chương trình nó có gửi thuốc cho em, nói chung là trong đây đầy đủ hết. Em chịu khó là kiên trì uống ha. Dạ. Tại vì cô chú mà xem á thì thấy giống như là khả năng nó hết á, là cũng bao nhiêu phần trăm á, giống như mình có thể cứu được. Dạ. Thì người ta mới gửi thuốc. Dạ. Em cố gắng đi, cái này là quyền miễn phí ha. Dạ. Để ở đây cho em cảm ơn cô Huệ đi. Dạ cảm ơn. Quên
thấy bụng bự quá sợ để cấn bụng. Dạ con cảm ơn cô Huệ đã gửi thuốc cho con à. Dưới đây là chú Thanh ha. Dạ. Chú Thanh ở Hồng Ngự, Đồng Tháp, ấp Long Hòa, Long Thuận, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thì đây là của chú Thanh. Thì em cứ uống giống như cái loại này trước rồi sao? Dạ. Uống cái loại nào có kết quả em thông báo cho cô bác mình thường quân biết. Dạ em sẽ uống từng loại trước. Ờ đúng rồi. Con cảm ơn. Chứ đừng uống hai loại một lúc luôn. Con cũng cảm ơn chú Thanh ở Đồng Tháp đã nấu trợ thuốc cho con nè. Nói chung bây giờ mình bệnh gì cũng 4 năm trời rồi. Bây giờ đâu có. Mà hồi đó nó chưa có to luôn mà bác sĩ đã không mổ rồi. Giờ nó to như vậy mà sức khỏe em càng nó yếu đi nên đâu có mổ được. Em cứ uống đi rồi coi nó hợp hay là như thế nào đó thì cô chú nhảy thuốc tiếp cho mình uống. Dạ. Còn ấy thì anh tiếp tục anh chở em đi tìm chỗ thuốc nam khác. Dạ anh này nếu mai ba em sắc cho em uống. Nó chỉ cách uống sao đó thì em có coi trong đây mà làm ha. Dạ. Tôi sắc chứ nó chỉ thì nó coi rồi nó chỉ tôi sắc. Ngồi đứng dậy làm như vụ mỏ. Dạ. Nhưng mà hôm nay là nó khỏe lắm đó. Trời cái bốt cái nó phù. Có khi nào anh gặp nó phù dữ lắm. Phù quá chứng hả? Dạ, phù chân và phù bụng nữa, bụng to hơn nữa. Có khi bạn đồ này không có được. Em phải bạn đồ làm như vậy là đồ bầu quá. Hôm nay vòng vòng với sớm có coi chương trình của em không? Dạ có. Có nói gì không? Mấy gì em là cũng có coi nữa. Trời, nãy gì em mới điện lên hỏi thăm. Tại vì nghe nói là cô chú Mạnh Thường Quân với là anh Phong Nguyễn đưa em đi khám lại á. Vì em cũng nôn mà sợ em có biến chứng gì không á. Bà điện bà hỏi, giờ bà hỏi nha. Sao hôm nay không thấy thăng lên nữa, bà tính là đi xem tiếp nữa đó. Theo dõi gì lắm. Dạ. Hỏi mai nó bắt nữa. Hồi sáng còn ai cụ chê nó không? Dạ, dòng họ thì ta thương em cũng như cụ chê là những người kiểu như người ở sớm thôi, người biết, người không biết thì tâm mới người ta trong khi là người ta thấy vậy thôi, nhưng mà nếu mà đúng ra là họ bị giống như em á thì họ mới cảm nhận được. Dạ. Thì còn chỉ mấy như đi. Là cô dì, dì với mợ em thương em lắm. Hồi đó là dì với mẹ em lúc đó là hết tiền, dì với mợ em hùng tiền cho. Cho là kỳ đó là tính đem em lên trên Từ Vũ á. Đang người ta điều trị nhưng mà người ta thấy em vậy người ta không nhận luôn. Nhưng bữa chỉ thấy nó đụng như thế cứng lắm á. Như mở bữa cứng như cục đá vậy đó. Như bữa ở cơ sở 1 á, người ta cũng cho da luồn họng á thì Thì ở nhà anh thấy là mấy cái cửa sổ này chắc em quanh năm là 4 năm trời hoặc là đó giờ chắc đóng không luôn hả? Dạ. Nó sắp dớt hết rồi, mở ra cái nó dớt luôn. Tại vì anh suy nghĩ một điều á là nhà mình á cho nó cái âm khí nó nhiều quá. Khi mình cho cái ánh sáng mặt trời nó lọt vô để cho cái nhà mình nó thông thoáng, cái sáng sủa mình làm ăn mới đi lên, bệnh tật mới nó đẩy lùi được. Chứ giờ mở ra nó còn dây không mở ra nó vớt vậy thì giáo rồi, kết lại. Mở ra sợ nó giả vậy chứ. Hấp chú không nói một điều á, tại vì em Thí Hằng chia sẻ là ba của em là cũng bị đản chí, vô là nói chuyện nó không có đầu đuôi gì, mà cô bác nói chung là cũng thương chú lắm. Anh thấy chú làm quần quật ngoài chứ làm cũng được đâu được bao nhiêu. Nhưng mà bên cạnh đó là nói chuyện nó cũng nhiều cái nó khi nó không có thấy nó giống như là người nó khác. Hơi chất quá chút đó ngoài cô bác, nên là Phong cũng hạn chế ghi hình chú. Tại vì chú nói thì chú cuộc Phong cũng không hiểu, lấy thôi cô bác để hiểu. Dạ. Em ha. Nhưng bữa như là ông Thịnh nói với anh Phong á là chắc là tính kìm cách điều trị cho em đó, nhưng mà ông không hiểu là ở Trời Dãy nó trị cái gì, chắc ông không hiểu đó nên ông nói vậy đó. Ông nghe người ta chỉ. Ông nghe người ta chỉ nói Trời Dãy hay là ông nghĩ vậy đó, là hay là sẽ trị hết vậy thôi. Thì em cũng xác nhận là ba em cũng hơi đúng không? Dạ. Nhưng mà ông nói nhiều cái là kiểu như anh không hiểu được, có thể là giận ông, nhưng mà ông trời sao giận được. Ý của ông là ông nói ông không hiểu, ông nói vậy đó. Tại vì người ta chỉ, người ta nói là biết đâu lên Trời Dãy người ta chỉ hết. Cái ông nghĩ là lên đó sẽ chỉ hết, vậy là ông nghĩ ông vậy. Ông nói chung là cha mẹ lúc nào cũng thương con hết, nhầm khi bữa do chiều cái phần là lớn tuổi ông đi hỏi thăm dữ lắm. Do phần lớn tuổi áp lực cuộc sống hàng ngày đó,
không có tiền bạc đủ thứ nên khi nó và từ cái ngày làm như em bệnh nặng hơn rồi cái làm như áp lực nhiều rồi bị dịch nữa giờ cái tinh thần cũng vậy đó. Chứ hồi những năm trước là ổng vẫn còn ấy được, ổng đưa em đi khám bệnh đâu không, chứ mẹ em không biết gì đó. Anh bỏ thuốc lên các bạn ha. Dạ. Ngày mai nó coi sắp xếp và ấy thì nó không uống. Còn bịch ổi gì để đây nữa cô? Sao bố cho? Anh cho gia đình cô hả? Mà nhà ít có ai ăn. Dạ. Lát nữa thêm sách gì chứ. Trên nhà con có ổi nó có lên mà. Quá trời luôn mà. Ở đây. Ê, mỗi cái cửa hình như là cũng xin nhiều chỗ lắm mà. Thấy mỗi cửa nó màu khác nhau hết trơn. Cà chào anh. Cái nào thì ấy giờ cái gắn vô. Vậy đó. Uống nước ra chú không? Dạ dạ. Cái này nói chung là cái sườn nó này cũng còn ổn nè. Mà từ giờ nó giáo vô gài không vô, tôi cột dây vô. Bị kinh cái cửa nên là gài không vô. Giờ chỉ nó xuống. À. Còn cái cửa sổ cũng xin của người ta gắn vô đó, nó khác nữa. Cái đó cũng gắn vô. Vậy về cái nào gắn vô cái cố định luôn. Ở cái nhà nhầm khi nó không có ánh sáng lọt vô luôn mà cô bác. Bây giờ hiện tại là cũng 4 giờ hả? Cái đồng hồ đúng không em? Đồng hồ đúng rồi. Nha đúng. À 4 giờ rưỡi chiều rồi nhưng mà cũng còn ánh sáng nhưng mà nhà tôi thui. Thì khi anh nói vậy đó thì anh nghĩ là cô bác lớn mà xem chương trình đó thì cũng giống như cái tại vì anh quay nhiều chỗ rồi. Nhà mình u ám quá nó đâu có tốt đâu em. Chứ giờ mở ra rồi đóng lại được rồi để chống quá cũng sợ. Dạ. Tại trời mưa nó sẽ tạt vô. Mấy cửa này là để che mưa nó tạt vô. À. Chứ theo mà mở ra thì nó thối. Không có cái cửa là nhà không có cái cửa nào mà mở ra được mà gài được hết cô. Không. Còn cái cửa bên kia nó ẩn ra nữa à. Ờ vậy đâu nguyên nhân cửa. Phải hai người gặt vô vậy nó ấy tại vì hồi đó đó làm sao vừa. Hiện giờ cái lúng sao đó. Giờ nó ấy nè, chứ ông ấy hoài vẫn sao. Ờ cái nền đất nó bị giống như là đất hồi đó mình luyện vô á, giờ nó phù lên, nó nở đất ra cái nó đội lên. Nó đội lên thì đó cũng được. Ờ. À. Vô cái nhà nó cũng sợ. Nhà không đóng cửa rồi cũng sợ ha. Nhà công ty đây nhà trọ đây nè. Dạ dạ. Cái nhà trọ của công ty này. Cô. Kiểu như là tôi cũng muốn sáng sủa mà nhưng mà giờ hỉ mở ra rồi cái tối đóng lại không có được. À. Rồi hả? Mở ra thì mở ra đóng được ha. À, đóng được, còn đây thì mở ra cái nó vớt xuống giáo à. Cột lại. Ngập nhà thì chú đâu có dành dẻ bà. Không có làm được. Yeah. Rồi ai thấy người ta thấy vậy cái người ta cho cái nào cái ổng giáp vô cái nấy vậy đó. Như ở ngoài sau hả? Ở đây cái cục, cái con dễ của chú của cô biết làm không? Không. Cô không biết làm luôn hả? Không. Nó chứ tối ngày chồng người chị còn chị quanh á. Chị quanh bữa cũng gửi 100 đô gia đình á ha. Chị cũng thấy mấy cái cửa vậy đó, chị cũng coi dự định là tính sửa lại. Cũng nhờ giống như là có cái người nào làm bên cửa mà giá nó cũng hợp lý á, tại có để đóng ra đóng vô được. Chứ không phải cần mà phải mắc. Thôi này á, tôi cũng cảm ơn cô hồi nãy. Đi. Cô ngồi bên một bên đi để cho nó có tiếng vô. Đi dễ ghi hình đó. Nãy giờ cảm ơn ai á, tên gì đang gửi thuốc á. Dạ cô Huệ với chú Thanh. Tôi cũng cảm ơn cô Huệ với lại chú Thanh. À, gửi thuốc cho con tôi uống trị bệnh. Thôi tôi cũng mang ơn. Mang ơn rất nhiều. Chứ giờ tôi cũng không biết sao. Cái cửa này con thấy cái khung ở trong còn được á. Khung ở trong còn được. Chỉ có cái cánh mình đóng thôi. Dạ, cánh là tại cửa người ta cho nên nó mục hết rồi. Còn cái khung này là hồi xưa gắn. Khung là ở trong mình hồi đó làm nhà mình làm luôn ha. Dạ, là hồi đó gắn luôn cái khung này hồi xưa. Mà nó sao mau mục có ai biết nữa. Thì mình làm đồ vẽ thì nó mau mục chứ có gì đâu con. Bây giờ mở ra thì đóng không được nữa. Tôi dạ, còn dạ. Rồi giáo nó mỏi vô vậy nè như bánh tráng. Còn cái cửa là người ta cho thì đóng chết luôn vậy. Thôi để anh quay à. Anh quay cho anh chị tiếp xong rồi của bác sĩ. Anh ra ngoài quay vô nhỏ hơn. À ở ngoài này cái cửa ngoài đây thì nó sáng trưng đó, mời cô bác xem. Ở cái cửa
triệu một luôn. Đó, rồi đó ông bà cô bác xem. Cũng không muốn quay thực tế rõ ràng. Mai là mình chỉ đụng một cái nhẹ vô vậy thôi là nó đã bể hết rồi. Xúc cái luôn cái bản lề nè ông bà cô bác. Ông bà cô bác xem nè. Còn bên đây Phong thấy thực tế rõ ràng rồi, Phong không có gì cái bên đây. Đây thì có ló như cái lưỡi liềm nữa. Đó, ông bà cô bác xem nè. Mức độ mà nó mục mà nó tay bóp ra nè ông bà cô bác. Đó, ông bà cô bác thấy không? Bóp cho nó bể hết trơn. Đó, mối nào nè. Đó, Phong lấy tay vô Phong bẻ ra cái là nó dựng như thế này. Ai tới mà hỏi sao ông mở cửa vậy, tôi mắc cỡ luôn. Dạ, dạ, không sao. Dạ, dạ, không sao đâu. Với cái đây, ở dưới đây thì cũng vậy luôn. Ở đây cũng vậy luôn. Nói chung là cái cửa nào cũng xin đầu này đầu kia ghép lại gắn vô xong buộc cố định luôn. Chứ không có mở da gì được hết ông bà cô bác. Mở đâu có được đâu. Không buộc dây luôn rồi. Đấy. Nhà mà thật sự là kiếm cái miếng ăn còn khó mà lấy đâu mà có những cái đồ đạc vật chất trong gia đình. Giống như là nó lên cao là cô cắt của bác. Này, Phong sẽ xem cái cửa cái nữa ha. Cửa ở đây thì... Cửa này thì đóng ra đóng vô được. Kiểu như tôi đóng nè. Đâu đâu, đóng rồi, coi. Nó bị dướng cái chân không bà con. Dướng cái chân một chút. Vậy đâu có gà chìa khóa được. Đi đâu đâu cũng cọt vậy. Một bữa chiều là hai như vậy nè. Nhôm vậy nè. Vậy. Ấy nó lên vậy đó. Chứ thôi hả là đóng nó không có vô. Rồi vậy nè, cánh này nó vậy nè. Rồi nó tới đó thôi đó. Rồi tôi phải lòn dây vô tôi cọt lại. Ăn cho anh đỡ. Nhưng mà con dây này buộc đâu có xi nhê gì. Người ta muốn vô người ta cắt cái một. Nó chứ vợ sao vậy? Yeah. Thôi kệ, có hai bà già cũng đâu có tiền bạc gì đâu mà sợ. Thì tại vì chỉ muốn sửa là sửa, chỉ mới ban đầu với nó là muốn sửa là sửa hai cái cửa mà bây giờ Phong thật sự là Phong thấy nó sửa nó hư đều trời hết rồi. Nên một cái cửa, hai cái cửa rồi cái ngăn rồi hai cái bên đây. Thì tính ra là tổng cộng là ba cái cửa sổ, hai cái cửa cái. Bốn cái. Dạ. Bốn cái. Bốn cửa sổ. Đây hai cái vừa quý cây hằng ngay chỗ hằng cái vậy. Ngay cái buồn đó cô. Ở dưới cũng vậy luôn hả? Ở dưới cửa có một cái ngay chỗ hằng đó. Nhưng mà cũng một vậy luôn hả? Một hay không? Nhiều quá. Nó một điều hết rồi. Nhiều quá con không biết sao để con về hội ý lợi ha. Cái nhà này cũng lâu lắm rồi, cọt rồi nó thấy là ba em nó kiểu không vậy. Thôi kệ nó chứ giờ thôi. Mạnh Thường Quân hả mà như vậy là giúp con tôi là uống thuốc vậy tôi cũng mừng rồi. Còn thôi kệ cái này thôi mình ở hả bề nào chắc cũng tới tôi với ổng chết thì chắc cũng được. Dạ. Chứ giờ sao giờ thôi kệ. Nhà nó cũng xưa dữ hả con. Kệ mình che che tôi mới nói hey, mai mốt mà nó vớt hết rồi cái bắt đầu cái hả tôi ấy miếng thiết á tôi cột dính vô luôn. Dạ. Mà giờ? Làm nó kín quá thì đâu có tốt đâu. Phải mở ra mở vô ha. Chứ giờ mở không được mở ra cái nó vớt. Vậy mở ra vớt hết trơn. Cái cửa đẳng cũng một cái giáo rồi. Cái cửa này anh thấy cũng vậy luôn nè. Nó cũng mốt vậy đó. Rồi. Cửa này coi như là phá rồi luôn rồi đó. Chứ mở ra chiều đóng lại không được, xô vô không nổi. Nó ẩn ra không à. Giờ mà những cái dàn cửa mà làm lại cũng hơi đắt ha. Tại vì bởi vì có chỗ nào làm mộc mà cửa gỗ nó hơi bình dân không con? Hỏi thử cái giá. Tôi đâu có biết đâu. Thôi giờ vậy thôi kệ nó hả, mình ở đi như vậy thôi kệ nó thím không thôi chứ hả. Giúp con tôi vậy tôi cũng mừng quá rồi. Mà giờ thêm cửa rồi nữa thôi. Cái đó tôi nói thiệt chứ giờ hả Mạnh Thường Quân ai mần cũng đây tôi thấy không. Mần không ra tiền. Ngồi xuống được không? Mần không có ra tiền mà hỏi gì chứ Mạnh Thường Quân mà cho con tôi chạy bệnh như vậy là tôi cũng mừng quá rồi. Mà giờ thêm cửa nữa thôi chắc tôi cũng không dám đâu. Thì nói chung gia đình mình suy nghĩ vậy là điều tốt lắm. Bữa đi khám bệnh về hả? Mạnh Thường Quân là giúp em
có được chút tiền trị bệnh, rồi còn lo thuốc đồ cho em nữa. Nhưng mà giờ nhà em nó vậy, ấy thêm cửa rồi nữa thì em thấy tốn kém quá. Với lại cô bác Mạnh Thường Quân thì ai cũng mừng cực khổ hết mới có tiền, chứ không phải là đâu mà có. Tại em thấy vậy thì nó tốn kém quá, nên em nghĩ là cô bác đi giúp đỡ em nhà tốt lắm rồi. Còn thêm vụ nhà cửa thì em không có dám, với mẹ em là không có dám mong tới vậy đó. Với lại cái nhà này chắc có lẽ ở tới ba mẹ em cuối đời thì chắc cũng tạm ổn được. Nhưng cái phần cửa thì cậy nó mình che lại được rồi. À, thì nói chung những lời gia đình em nói thì anh đăng tải lên cho cô bác biết. Dạ. Cái chị Oanh với bác Tấn nó cũng biết. Thì bác với chị chứ anh cũng không biết ha. Dạ. Thì gia đình mình suy nghĩ vậy là điều tốt lắm. Tại vì lúc nào mình cũng thật thà với khiêm tốn. Mà cô chú thương mình lắm. Em nghĩ là em bệnh nhiều như vậy mà gia đình không có tiền, mà được cô bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ như vậy là em đội ơn rất nhiều rồi. Còn cái vụ mà nhà cửa nữa thì cái đó thì chắc nhà em nghèo thì phải chấp nhận thôi, chứ còn nếu tính xa vời hơn thì gia đình em thực sự không dám. Không dám suy nghĩ. Em không dám suy nghĩ. Ngay cả mấy cái cửa cũng không dám suy nghĩ ha. Dạ, em không dám suy nghĩ tới đó. Tại vì thì hôm nay là cô chú Mạnh Thường Quân với anh Bông mà giúp em nhiều lắm rồi. Em cảm ơn rất là nhiều rồi. Và bây giờ còn cái vụ trị bệnh của em nữa, nó còn dài nữa, nên em không có dám mơ tới vụ nhà đâu. Hay cửa là cửa. Em cũng em không có dám mơ tới vụ cửa. Cửa coi vậy chứ cũng nhiều tiền dữ lắm á. Tại vì Phong cũng có đi tham khảo, nhưng mà làm mà mấy cái cửa này Phong đổ cũng 6-7 triệu ngoài á, nhưng không phải ít đâu. Tại vì tiền của cô bác Mạnh Thường Quân ai cũng phải mần cực khổ, nói chung là ai cũng phải mần cực khổ mới có tiền hết. Đúng rồi. Chứ nếu mà nghĩ tới cửa nữa thì nó xa vời, nó lớn lao quá. Dạ, là tới 5 cái bộ cửa sổ. Dạ. Với 2 cái cửa cái nữa. Hầu như là nó một hết rồi. Ừ. Nên là cái số tiền lớn quá rồi, nhưng mà nhiều quá. Tưởng đâu là một với 2 cái thôi, nhưng mà thật sự là không đi ra câu gì nó đã banh chành hết rồi mà cô ấy. Dạ. Bởi vậy. Lý do vậy nên không có mở được. Chứ hồi xưa, hồi lúc mà lúc mười mấy năm trước thì mở được, nhưng mà cả khoảng mấy năm nay là nó xuống cấp dữ lắm nên không có mở được, nên nó tối vậy đó. Nhưng mà để u tối vậy là càng ngày, anh nói thiệt đó, một điều á là cho giống như là em đừng, chứ không có đừng có buồn, với gia đình đừng có buồn. Dạ. Tối quá làm khi nó sinh ra bệnh rồi nó mũi mồng rồi đủ thứ á, dạ, những điều không tốt nữa. Dạ. Nói chung em giờ này là vậy là cũng may mắn. Dạ. Gặp được những cô chú mà Mạnh Thường Quân là giúp đỡ em trong giai đoạn này là giống như là em cũng giống như là còn được cái duyên để gặp Mạnh Thường Quân. Thôi là em không còn ở đâu có còn cơ hội. Dạ, ngay cả bác sĩ mà còn bác sĩ còn nói ủa này còn sống nữa. Tại vì nói nó là tại vì hồi đó là bác nói là nếu nó to quá nó sẽ bể ra là chắc em mất mạng, nên mà tới giờ nó to hơn nữa nhưng mà nó vẫn không sao, là tắt điều đó là bác sĩ nghĩ nên bác nói vậy thôi. Bác sĩ nó bự quá là nó bể bụng luôn. Dạ, là bự quá là nó bể bụng, nhưng mà nó bự như vậy nhưng mà tới giờ nó vẫn ổn được. Là bác nói chắc em cũng người may lắm ạ. Bác sĩ nói là vậy, là bác sĩ nói là 51 mà nó bự quá bắt buộc nó phải bể bụng nó mà cô bác. Dạ. Nhưng mà cái này anh nghĩ là em nguyện cầu nguyện cho Phật á, với bên cạnh đó là những tại vì người mình tốt. Nó bé thì vậy cái bụng, do bụng mình ấy, khi nó căng quá thì bắt buộc phải ấy thôi. Bể anh nghĩ là một chúng thuốc là bụng xẹp xuống rồi, nó sổ hết rồi. Dạ. Nhưng mà hồi đó là nó to ít mà bác còn nói vậy, giờ to hơn nữa nên chắc em nghĩ chắc bác ngạc nhiên thôi chứ không có, bác cũng quý gì. Rồi thôi chắc anh cũng thu ship đi về coi, thì cô cũng coi nấu nước cho em nó uống ha. Dạ. Chắc giờ uống chắc sáng nấu à. Sáng mình nấu. Thì trong cái đó nó có để làm sao đó cô uống coi giống vậy. Có chỉ cách nấu rồi cách uống như thế nào hết à. Dạ. Uống mình thì uống mình cũng nhớ cầu nguyện cho Phật cho đó ha, đọc tên tuổi rồi. Rồi mình cầu nguyện rồi mình khấn rồi, ở nhà cũng có bàn thờ nè. Nhớ lau chùi cho nó sáng sủa lên. Thì còn chứ hôm bữa bác Tấn cũng nói là tính mua cái chiếc xe mà có bánh xe trước á, em đi tới em dễ cầm á cho nó không bị ấy, em suy nghĩ sao? Chiếc xe mà có cái hai bánh trước á, giờ cái cây chống sao, tổng cộng là 4 chân. Nhưng hai cái bánh xe, hai cái để chống sao?
mình hình dung được không? Thấy bắt đứng cho nhiều quá. Dạ. À mượn. Không, không, nhưng mà em thấy đi. Vậy em thấy nó có, mình có sử dụng rồi mình đi tới đi lui rồi đó. Nhà em nó cũng cái nền nó cũng không có được suôn cho mấy, với lại khi những ngày vậy thì em có thể tự đi từ từ được. Còn chỉ có những ngày phù là em đi lại khó khăn thôi, với lại bắt đứng cũng giúp em nhiều rồi nên em cũng ngại, em cũng không có. Bác Tuấn là muốn em giống như là đi tới đi lui vận động đâu. Mà ở đây thì có những cái thềm, bước vào sân có một cái thềm. Nó cũng không có được chân chu nên vậy thì nó cũng khó. Nhưng mà có thì cũng đỡ hơn. Chứ mà em giác sáng cũng chịu khó đi đứng rồi. Với nhà em thấy cũng chật, nó bề bộn quá, đi cũng cẩn thận. Dạ. Sáng thì em có khi nào khỏe thì em ra sân, ra ngoài khu vực đó đó, coi miếng gà rồi vậy đó. Còn có khi nào không khỏe thì không đi, còn những ngày khỏe thì em cũng đi, cũng vận động rồi vậy đó. Mà cho nó... Hôm nay rồi có điện thoại Bác Tuấn rồi, xem nhiều chương trình trên đó, đặc biệt kênh YouTube Phong Nguyễn anh đó, em thấy sao? Những việc làm của Bác Tuấn này với những cô bác mình quân, thì anh Di Thái, chị Thu Hà nè, chị Hảo, cô Tâm Độ, rồi anh Ba Má Tâm Ngọc, rồi chị Hương Phùng nữa, rồi nhiều quý mạnh thường quân vậy đó, em thấy sao? Dạ em thấy mấy mạnh thường quân, cô bác cô chú mạnh thường quân á, là có nghĩa cử tốt đẹp, trợ giúp được những người Việt Nam như là những người nghèo khổ rồi á, là có nghĩa cử cao đẹp. À em rất trân quý những cô chú mạnh thường quân à. Nhưng mà những cô chú mạnh thường quân ở phương xa, là con cũng cầu chúc cho cô bác mạnh thường quân được thật nhiều sức khỏe. Con cũng thay mặt cho những người nghèo, người bệnh hoạn như con ở Việt Nam cảm ơn tất cả các ông bà cô chú mạnh thường quân ở nơi phương xa. Con cảm ơn. Ừ. Em vô em trình nói cảm ơn cô bác mạnh thường quân đi, giờ mình khép chương trình đi em. Dạ em không biết nói gì hết, em cũng cầu chúc cho chị được mạnh khỏe để sống tiếp nha chị. Dạ em cảm ơn chị. Thấy chị tay chị ốm quá trời luôn. Mang cái bụng này là nặng lắm đó ông bà cô bác. Con cũng cảm ơn ông bà cô bác đã giúp đỡ cho chị Hằng số tiền với thuốc rồi cho chị uống để chị mau khỏi bệnh. Dạ cũng cảm ơn ông bà cô bác ạ. Dạ chúc ông bà cô bác dồi dào sức khỏe bình an. Dạ. Rồi chào ông bà cô bác luôn nha. Dạ chào anh. Này hiện tại thì cô với em cũng tháo ra để xem thuốc trong đây ông bà cô bác. Cái bạch thuốc này là của cô cô Huệ ở ngoài Hà Nội. Này bọc nhiều lớp lắm. Nghe mùi thuốc quá, thuốc bắc này. Chào chú. À, chú mới đi về chú. Dạ. Có bà xã cô Phú Phong xuống thăm bé Hằng. Đây là chị tiêu u nang buồng trứng u sơ tử cung. Đó, thành phần gồm có chinh nữ hoàng cung, xạ đen, lá mặt quỷ, cây hoàng ngọc và một số loại dược liệu khác. À này có kiêng cử rồi đó, nằm trong đây cô nhớ ấy ha. Một thang là đun nước ngày uống 3 lần. Ủa, ba uống 3 ngày, uống thay nước hàng ngày. Rồi, này, cô xem đây đựng. Này ngày uống 3 lần, mỗi lần là 15 viên. Bạn này để uống ngủ đúng rồi. Nó có kiêng cử rồi chị, nó để kiêng trong. Nói chung là tấm lòng của cô Huệ vậy là rất là quý ông bà cô bác. Rồi,
chị cảm ơn cô Huệ. Rồi có cái để cái liều lượng với cái bịch bịch sẵn đó, thì cô cứ xem trong đó mà nấu cho em nó uống thay nước nha. Dạ. À, thì cô cũng tháo cái phần thuốc của chú Thành ở dưới Đồng Tháp luôn ha. Phong cũng muốn quay chia sẻ chi tiết cho nó rõ ràng mà cô bé. Dạ, mai thầy thuốc chủ thôi. Chứ cô không biết sao mà cô bác ơi. Ngày đi đường xa nên gối rất là kỹ lưỡng. Chứ thuốc men mình uống không phải cho nó cẩn thận không mà cô bác. Đây, anh đây thì hũ bột hả? Dạ. Ừ. Tháo ra thử coi có chú Thành nó chỉ cách sử dụng không cô? Dạ, có tờ giấy trong đây nữa cô. Đó. Đây đây, chú có tờ giấy như thế nào để anh đọc cho cô bác ha. Đây thì nó uống trị ung thư. Ngày uống 2 lần sáng chiều, lần uống 1 muỗng cà phê uống với nước ấm. Anh này thì đơn giản hơn một chút ha. Ừ. Rồi cô giữ cái này, bỏ mọi loại thì nó giống nhau. Chị ung thư, chị ung thư. Thì ung thư với người ung thư luôn đó. Ừ. À. À, bên kia thì có tim mạch ha. Thì em cứ uống. À, à. Thì em uống như thế nào rồi kết quả sao rồi anh cũng em cũng nói để anh những loại nào đó anh cũng giới thiệu cô bác biết rồi uống cho nó hiệu quả ha. Như uống cái này giờ cái này cách nhau không? Không được cô. Không uống này trước đi cô. Uống loại nào riêng loại đó ha cô. Đừng có uống chung hai loại một lúc nha. Rồi cô với em ship vô để ngày mai hoặc là tranh thủ chiều nay uống luôn cũng được nữa, càng sớm càng tốt ha. Vậy lát nữa ấy mình sắp uống thử. Dạ dạ.